Rồi, bây giờ cái bài này á, là mình sẽ có code đây đúng không? Code 3 file ha. Đây. Mở cơ sở liệu đi chứ. Đúng không? Mình phải vô là sẹt copy my admin. Rồi, lắp in vô. Rồi. Ở đây á, thì mình thấy là đang làm bảng contact ha. Contact mình bấm thẳng vô đây á, có nghĩa là mình đang vô roles, nghĩa là mình xem cái này trên bảng này có cái gì. Còn mình bấm vô cái icon trước nè, là nghĩa là coi cấu trúc là structure chưa. Thì chỉ hai cái tab này mình xài nhất thôi, xem dữ liệu và xem cấu trúc đúng không? Thì ở đây mình xem cấu trúc cho nó dễ, mình thấy có các cột là ID nè. Hình như này thiếu cái một số một chỗ ID này chưa set, thầy sẽ check ở đây, thầy sẽ chọn là primary key, là nó là khóa chính, không được. Thiếu rồi, cho mình tắt là thiếu rồi, bỏ dữ liệu như hả, không có chắc được, không xóa được luôn tại vì nó không khóa chính. Bây giờ sửa lại đi, chịu khó sửa đi, sửa được không ta, không sửa được luôn, trun kết được không ta, trun kết nó xóa sạch dữ liệu trong bản này, lần này không có ít, hạn chế xài nhưng xài lại nguy hiểm. Trun kết ok là xóa sạch, nó có gì xóa hết rồi, không còn gì hết được không? Hồi nãy mình không thao tác xóa được tại vì bản này thiếu khóa chính, mình check thằng này cho nó làm primary key khóa chính, rồi vô trên nó sửa lại cái nữa cho nó là auto increment. Auto increment nghĩa là nó tự động tăng, có nghĩa là khi mình thêm á, mình sẽ không có thêm cái thằng ID này, tự động nó sẽ ra là 1 2 3 4 5 6 7 gì đó, được chưa? Khóa chính có nghĩa là nó không bao giờ trùng nhau, được không? Thường các cái cột nào đóng vai trò là gì ta, là cái cột mà để định danh người đó, định danh dữ liệu phân biệt các dòng với nhau á, thì nó sẽ là khóa chính. Ví dụ như nếu mình làm cái bảng dữ liệu là danh sách sinh viên thì cái cột làm khóa chính sẽ là cột mã số sinh viên, tức là mình sẽ không bao giờ cho hai sinh viên có mã số trùng nhau được, được chưa? Rồi anh vậy đơn giản vậy thôi, chỉ có cột là auto increment mình chắc vô là nó tự động tăng dần, tức là mình khỏi quan tâm nó. Rồi mình có các cột là name nè, là tên, tức là họ tên của cái người mà cái bản contact này nè, mình phải hiểu nha, bản contact là cái bản lưu thông tin những người mà họ lên trang web họ liên hệ với mình, ví dụ như vậy nè ha. Đây, thường là website nó sẽ có một cái tab là tab liên hệ, bấm như liên hệ thì nó sẽ có là họ tên là tên nè, email nè, rồi điện thoại rồi nhắn gì đó bấm gửi, được chưa? Tức là cái form này cho phép mình tiếp nhận thông tin từ khách hàng, mình lưu lại để sau đó mình liên lạc sau gọi lại với họ, tại vì một số người nhiều khi họ muốn gọi điện, họ muốn mình chủ động gọi cho người ta đúng không, thì họ để lại thông tin được không, thì đó là cái form này nha. Thì ở đây mình coi nè, các cột dữ liệu mình sẽ có nè là name là họ tên người đó đó, còn mobile là số điện thoại di động, email là địa chỉ email, message là cái lời nhắn, thì bốn cái đó chính là bốn cái này nè, được chưa? Nhưng mà còn số cột khác nữa, ví dụ như là send s là gì, là ngày gửi, là mình lưu in, là mình lưu kiểu kiểu số nguyên, tức nghĩa là lưu cái thời gian thời điểm nào người ta gửi để mình biết là người ta gửi vào ngày nào giờ nào phút nào, được chưa? Còn cái ghi chú này là bổ sung thêm, ghi chú này là giả sử như sau này mình quản lý cái lượng người mà gửi website mình nhiều quá, mình không nhớ là cái người nào mình đã gọi điện hay chưa luôn, mình ghi chú lại, dù đã gọi cho khách rồi mà khách chưa nghe máy, hoặc đã gọi khách làm gì đó mình ghi chú lại để mình biết là mình đã thao tác rồi, thì cái việc này là việc quản lý của mình trong, tức là bên ngoài thì khách hàng họ nhìn thấy cái nó đó, chỉ có mình nhìn thấy thôi, được chưa? Rồi nó vậy thôi. Thì đầu tiên hết coi giao diện nè, tên di động email lời nhắn thì nó cũng khớp với cái giao diện này rồi đúng không, là cũng ok rồi, nhưng mà cái lời nhắn nhỏ xíu không? Lời nhắn thường là mình cho tay người ta gõ nhiều vòng chứ không vậy, được không? Và để ý nè, trong cái lời nhắn này thấy không, cái lời nhắn này kiểu là kiểu test, test tức là lưu được nhiều dữ liệu, còn như là số điện thoại va chai 20 tức là nó được lưu tối đa là 20 ký tự thôi, số điện thoại quốc tế hình như là tối đa khoảng 15 ký tự là hết rồi, mà cho 20 là dư rồi đó, được không ta? Cái con số này mình cho càng nhiều thì nó sẽ càng lưu được nhiều, và lưu càng nhiều thì nhiên càng nặng. Email thì mình cho tối đa là 160, còn có tên họ tên thì cho 70 ký tự thôi là vừa rồi đúng không, còn test thì nó dài lắm, nhiều lắm, test là một đoạn văn cho rất nhiều đúng không, nó là như vậy ha. Rồi còn tại sao cái send s này cho big in, được chưa? Giải thích luôn chỗ này nè để các bạn hiểu, sau này các bạn có thời gian thì các bạn tìm hiểu kỹ hơn về từng kiểu dữ liệu trong MySQL, nhưng các kiểu mình thường xài là kiểu in rồi kiểu big in, kiểu test, kiểu ba cha, thường xài những kiểu đó nhất, được chưa? Tại sao id mình xài in còn send s là xài big in đúng không ta, thì mình có thể coi được nè. In MySQL đi, mình đang làm MySQL thì in size này, nó sẽ ra cái size cho mình đúng không nè, in nè, cái kích thước của kiểu in á là nó trong phạm vi là từ âm
âm khoảng 2 tỷ mấy đó, cho đến là 2 tỷ mấy. Được chưa? Số là số 2 tỷ mấy đó. Nói chung là như vậy nè. Có nghĩa là nếu như mình cài đặt cái kiểu ID là kiểu in. Được chưa? Ví dụ in bình thường thôi nha, thì mình được lưu số là từ 1 đi, thì mình lưu đến con số là 2 tỷ mấy này là nó hết. Chẳng hạn nếu mình nhập vô con số là 3 tỷ á, thì đã biến thành số này. Nó không được 2 tỷ, không được được nhiều hơn số này. Mình nhập vô 10 tỷ thì luôn đúng số này thôi. Tại maximum lên số này rồi. Hiểu hiểu hay nó không ta? À. Ví dụ như chẳng hạn ví dụ như mình làm một website, thì ví dụ như làm website về bất động sản đi. Mà mình cho kiểu in mà mình lưu toàn bộ số tiền vô là mình đi bị bụi. Lỡ bất động sản nó bán cái nhà đó 18 tỷ mà lưu cái tịch thằng 2 tỷ lúc đăng đó 2 tỷ là chết. Đúng không? À, là cái kiểu không hợp lý. Được không ta? Mà cho nên tùy theo trường hợp mà mình chọn kiểu phù hợp. Thì đây nó nói rõ này, trường hợp unsigned á, unsigned nghĩa là không dấu. Không dấu nghĩa là không âm, không dấu trừ á. Không dấu trừ phía trước, không âm thì phần âm nó cộng phần dương luôn. Có nghĩa mình được phép lưu từ 0 cho đến 4 tỷ mấy đó. Tại vì hai nó cộng gấp đôi lại. Hiểu hiểu thì nó không ta? Như vậy trong trường hợp này kiểu ID mà mình xài kiểu in á, thì có nghĩa là mình sẽ được lưu mã số là từ số 1, tại vì ID thường thường là automatic bắt đầu từ số 1. Mình sẽ lưu từ 1 được tới số này là hết cỡ. Được chưa? Tức là mình có khoảng 4 tỷ mấy đó cái liên hệ là mình hết. Mà một cái website mà tới 4 tỷ mấy liên hệ thì cũng nhiều lắm, mà sao không ai liên hệ đây đâu? Nhiều lắm. Chắc hết đời chưa hết đâu, đúng không? Cho nên đủ xài là không đến nổi. Được chưa? À, đủ xài rồi. Rồi ok. Rồi, tiếp tục thì nói là tại sao cái CNS này mình lại lưu big in mà mình không lưu là in, đúng không? Hồi nãy mình nói kiểu in là con số này, đúng không? Đầu tiên hết các bạn có hiểu nè, CNS là mình lưu thời gian mà cái người dùng đó họ gửi lên nhắn cho mình. Nhưng mà không có lưu cái dạng là năm tháng ngày giờ phút giây, tức mình không có lưu cái ngày, mà mình lưu cái dạng con số. Khi mà lập trình thì mình lưu dạng con số hết. Đây, mình vô trang là unit time time là thời gian mà của unit á, được không? Tính theo unit time time là thời gian nó tính theo giây nè, để nè. Nó đếm theo giây nè. Được chưa? Nó ghi rõ nè, hiện tại bây giờ nè, đang là năm 2021 tháng 10 ngày 26 vào lúc là 10 giờ 40 phút và 53 giây. Lưu ý nha, nó ghi rõ là giờ là 24 giờ nha, 10 giờ là 10 giờ sáng. Cái này đang tính theo múi giờ là UTC là múi giờ chuẩn. Mình là cộng 7, thành ra mình là 17 giờ, có nghĩa là mình là 5 giờ mấy, đúng không? Đúng không? Múi giờ mình lệch, đúng không ta? Mình là 7 tiếng. Được chưa? Rồi. Thì cái mình lưu database á là mình lưu con số này, chứ không phải là lưu cái này. Từ con số này mình dịch ra được cái này. À, lý do là mình không lưu theo thời gian này á, tại vì nếu như mình lưu theo dạng thời gian này á, mà mình đang ở Việt Nam, cái server mình ở Việt Nam, thành ra nó sẽ lưu là 17 giờ. Được không ta? 17 giờ. Mà nếu cái web mình á chạy ở quốc tế, ví dụ như ở Mỹ đi, được không ta? Họ mình lấy dữ liệu đó mình hiện lên á, là hiện là gửi lúc 17 giờ. Mà bên Mỹ hiện tại, vô bên Mỹ hiện tại giờ họ chưa tới 17 giờ đâu. Mình nhìn lên là ủa, ông này gửi tương lai hết ta? Hiểu không ta? Cái thời gian nó chưa có tới. Được không ta? Chưa có tới mà mình lại hiện ra như vậy là sai. Thành ra mình lưu con số này và tùy theo múi giờ của cái người đó ở đâu, mình sẽ chuyển thành con số phù hợp múi giờ của họ là bao nhiêu tổng số giây. Cái này là tổng số giây tính từ đâu? Từ ngày 1 tháng 1 năm 1970, tức là cứ 1 giây cộng thêm 1 hoài luôn. Được chưa? Và ở đây cái trang unit timestamp này nó cho phép mình convert, tức là convert từ cái ngày này ra cái chuỗi này, thời gian này, tổng số giây này, hoặc ngược lại từ tổng số giây ra được cái ngày này. Ví dụ như thầy nói nãy maximum phải nó maximum của này, đúng không? Là số này, đúng không? Của Queen, đúng không? Queen thì ví dụ thầy maximum thì chuyện đây. Thì còn vào thử ra nè. Thì nó sẽ ra được là maximum, đúng không? Ra được bao nhiêu năm? 64. À, nó ra được tới năm bao nhiêu ta? 84. Nó ra được năm 845, tức là từ bây giờ tính tới 845 nữa là hết số này. Có nghĩa nếu như mình dùng kiểu in á thì cái website mình sẽ chạy được 845, đúng tới 845. Được không? Tới năm thứ 85 nó sẽ bị sai, tại vì 85 nó hết cỡ rồi, cộng vô đây số này dính hoài luôn. Thấy không? Nghe là website mình chỉ được chạy được từ bây giờ đến 84 năm sau thôi là nó hết. Được chưa? À, nhưng mà thầy muốn chạy thầy muốn bự hơn. Thành ra kiểu big in mình làm một lần cho nó tới luôn, lỡ rồi nó cũng không tốt bao nhiêu thì big in mình coi là big in thì con số nó bự hơn. Từ trừ đây tới đây và nếu không thì tới số này. Thì lấy thử số này đi ha, mình để vô đây. 205. Nó sẽ là 533 năm nữa. Có nghĩa nếu mình làm trang web tốt, mình làm chạy tốt thì sau khi mình chết mình không chạy nữa. Được không ta? Thì thầy đang muốn làm như vậy cho nên thầy ok thì chơi bút bit in luôn. Tôi muốn là sao tôi chết rồi, quá sao tôi vẫn chạy. Dạ. Đó, làm cái đấy đời ha. Rồi chưa? Rồi ok ha, nó là kiểu bit in. Như vậy tương tự những kiểu khác được không ta? Thầy giảng thêm một số trường hợp đó thôi để bạn hiểu về cơ sở liệu trước. Nó lại nha, in thì nó khoảng là từ âm 2 tỷ đến 2 tỷ. Còn nếu dương á thì nó sẽ là cộng số âm 2 tỷ qua khoảng 4 cái mấy đó. Là cái maximum của nó. Còn bit in á là khoảng nó là từ số dài mà không nhớ.
nói chung là bự, rất bự đúng không ta? À, thì đó chỉ vậy thôi. Còn một kiểu nữa là tiny in, tiny là nhỏ. Ừ, tiny in là nhỏ. Nhỏ tiny in thì nó sẽ từ nè, tiny in nè, nó sẽ từ nè, nó từ âm 127 đến 127 là hết cỡ. Còn nếu mà bỏ dấu sẽ là từ 0 đến 256 gì đó, không khoảng đó đó, nói chung vậy ha, cộng dồn qua được chưa, thì mình lưu con số nào đó nhỏ nhỏ hay lưu nó được. Cho nên một số trường hợp nè, ví dụ như bảng user, user thì có cột lưu tiny in nè, tại vì cái cột này admin là cho biết là người này có phải là admin hay không, được không? Thì lưu tiny in, thì cái số 1 ở trong á, tức là cho phép là một cái ký tự thôi, một ký tự mà tiny in nữa mà anh sai nữa, có nghĩa là mình chỉ được lưu từ số 0 cho đến số 9 là hết, số 10 là hai ký tự rồi là không được. Còn tiny in nó mình giới hạn lại luôn, tức là vừa tiny in mà chỉ được phép một ký tự thôi. Thành ra ở đây á, có nghĩa là mình sẽ được lưu từ 0 đến 9, nhưng mà trường hợp này á, mình chỉ lưu số 0 với số 1 thôi, tại vì user là mình lưu bảng danh sách người dùng, tức là có bao nhiêu thành viên mình lưu đây, được chưa? Có những thành viên mình lưu đây, và những thành viên đó người nào là admin đó, thì ở đây là số mấy đây, là số 1, không như là không phải admin, nó chỉ đơn giản vậy thôi. Còn đây á, tạm khóa những người nào không á, tức là tài khoản họ đang hoạt động, còn những người nào có số 1 là tài khoản bị khóa rồi, không cho đăng nhập vô nữa, được không? Thường mình lưu dữ liệu một số trường hợp chứ không một không một, được không? Thì dùng tiny ha. Nhắc lại mình có ba trường hợp nha, in là từ âm 127 đến 127, In tiny in, tiny tay in. À, còn in đó là từ âm 2 tỷ đến đến dương 2 tỷ, còn back in thì bự lắm, được chưa? Là đó kiểu in. Rồi ngoài cái kiểu đó ra thì còn một số kiểu khác nữa nha, vẫn còn số kiểu khác mà mình thường xài, như là va cha. Va cha, va cha mình xài trong phạm vi khoảng 160 ký tự là được rồi. Va cha mà nhiều quá cũng không nên, nếu nhiều quá cho test luôn, được chưa? Và big in. Còn số kiểu là kiểu cha đó nha, cha nữa nè, ví dụ như mình coi password là cha 32. À, cha ba cha nó khác với va cha. Cha 32 có nghĩa là nó sẽ luôn luôn lưu 32 ký tự. Nếu nhập vô một ký tự A thì nó sẽ lưu kèm theo là 31 ký tự trống nữa. Nó luôn phải đủ 32 ký tự, lúc nào phải 32 hết. Được không ta? Nó khác với va cha. Va cha là 160 ký tự, có thể không nhập gì hết. Có thể nhập 3 ký tự, có thể nhập 8 ký tự, có thể nhập 160 ký tự, tối đa 160. Nhiều hơn cho số mình nó cắt bỏ. Được không? À, còn cha là luôn luôn chính xác bằng số đó luôn, bằng số ký tự đó luôn. Hai cái khác nhau vậy thôi. Được chưa? Rồi, cha va cha nó thông thường hết, xài như đó là hết đó, nắm được như đó là hết, được chưa? Thì cái chức năng ở đây nè, các bạn sẽ tạo thêm cột và thêm bảng thoải mái. Ví dụ như tạo tạo thêm cột thì đây nè, add thêm một cột ở sau cột nào, ví dụ mình không muốn thêm một cột sau cột nó bd đúng không, thì chọn nè thêm một cột hoặc thêm hai cột sau bd, bấm gô cái nhập vô tên cột là gì, kiểu kiểu dữ liệu gì, số lượng ký tự là bao nhiêu đó, mình cài đặt ấm xem là luôn thôi, nó không có gì hết, mình thao tác cho đây cũng được. Được không? Còn tạo bảng bấm vô đây nè, bấm vô tên database nè, tạo bảng nè, bấm vô tên cơ sở liệu nè, thì tìm chỗ tạo bảng nè, retrieval nè, tên bảng là bảng gì, có bao nhiêu cột, bấm go cái tạo ra cái bảng đó. Nói chung mình thao tác đây hết cũng được, không có gì cả. Mà cái việc tạo bảng thì mình không có làm, mà chỉ có sẵn bảng là cái xài thôi, được chưa? Hiện tại là vậy. Rồi thầy stop cái clip này để nói về cái phần database trước, được chưa? Rồi clip sau thầy sẽ giảng vô code luôn.